Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cùng xem là những anh xà lan khẩm vượt cống nha các bạn. Đây là lượt ở trong ga đây, cái cống này thì là cống Kinh Cục tỉnh Kiên Giang nha. Anh xà lan này hết biết đẹp luôn rồi, nhìn cái nhan sắc anh khá là đẹp luôn các bạn. Và nạp ga lưu viên nhìn khá là phê. Tiếp theo nha, đây anh xà lan cũng khá là bự đây. Khi mà ra đây thì anh nào cũng khẩm hết trơn các bạn. Này chở đá nha, đây là anh xà lan chở đá các bạn. Cũng rất là đẹp luôn. Tàu biển. Phía trên kia là cái anh tàu kéo các bạn đang hụ ra để mà ra kéo những cái phương tiện khẩm mà mắc cạn các bạn. Wow, cây bô này thâm hậu để chở khá là khẩm.